Xin chào các bạn, là mình và chiếc Xiaomi 13 Pro đây. Như đã hứa trong video ngày hôm nay, mình sẽ làm một cái bài test game trên em nó. Và các bạn thấy là mình đang cắm sạc chiếc máy này đúng không? Bởi vì em nó hết pin. Nhưng cũng chính vì vậy khiến cho bài test ngày hôm nay sẽ chuẩn xác hơn. Tại vì khi mà sạc máy thì nhiệt độ của máy sẽ nóng hơn bình thường một chút nha. Tương đương với việc các bạn chơi game trong thời gian dài, được chưa? Ngoài ra thì trên chiếc máy này mình đã xóa cái phần joy xe đi rồi nhá. Ok, bắt đầu thôi. Mình sẽ sâu lại thông tin của máy nha. Phiên bản MIUI 14.0.4 này. Đây sẽ là phiên bản RAM 12GB, Android 13. Bộ nhớ trong sẽ là 256GB. Và đây, trong cái phần cài đặt về app, Manager app, mình đã bật sâu on app rồi nha. Cái joy xe thì mình xóa rồi, nên khi các bạn search này, nó sẽ không ra gì cả. Đó. Trong bài test ngày hôm nay thì mình sẽ test với hai tựa game. Thứ nhất là Liên Quân và thứ hai sẽ là Genshin. Mình sẽ thêm cả hai vào trong game Turbo nha. Và ở mỗi tựa game này thì mình sẽ đều để là high quality. Sorry các bạn nha, cái dây ngắn quá, không quay ngang được. Genshin này cũng là high quality. Ok. Còn trong cái phần setting của pin nữa thì mình sẽ để chế độ là performance nha, mạnh nhất. Mình sẽ đo nhiệt độ máy nha. Vì là cắm sạc 33W nên là nó sẽ không quá nóng đâu, gọi là ấm thôi. Hôm nay thì cũng là mùa đông nên là thời tiết khá là rét. Nhiệt độ của máy phía trước này 30 độ C, phía mặt sau khoảng 28 độ, gần 28. Bắt đầu với cả Liên Quân Mobile trước. Hiện tại thì máy còn 79% pin. Mình sẽ chơi bằng kết nối Wi-Fi. Độ sáng thì để khoảng 65-70%. Mình đang để max setting nha các bạn. Ngoài ra thì độ phân giải màn hình sẽ là 2K. Đó. Đây, chế độ thì mình cũng để là performance rồi. Chạy nhanh phết nhỉ. Có kéo rồi, nó không chạy đâu. Ô kìa. Đồ ngu. Sorry, đồ ăn lại. Ăn lại nó con blue. Úi giời. Cảm giác cầm nắm của em này thì rất là cao cấp rồi. Nhưng mà nó hơi trơn các bạn nhé. Mặt lưng gốm bóng bẩy thật nhưng mà trơn quá. Đông quá, té thôi. Bạn Châu đến đâu nào? Chết tôi rồi. Máy thì có ấm hơn ban nãy một chút nha, mình cảm nhận được, nhưng mà chưa thấy khó chịu. Vì là mình tắt joy xe nên là nó sẽ nóng hơn bình thường một chút. Đủ. Ôi giời, win luôn mà. Mới chơi được có 11 phút rưỡi nha. Máy tụt xuống còn 77% pin, mất đúng 2% rồi. Nhiệt độ thì lên khoảng 35 rồi. Cái này không bị nóng tập trung một chỗ nhiều rồi nha. Khoảng hơn 34 các bạn ạ. Khung viền kim loại thì bình thường thôi. Đấy, nó loanh quanh tầm 34. Đây sẽ là biểu đồ FPS này. Nói chung thẳng tắp luôn. Không có gì đáng nói cả, trung bình 61.1 luôn. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang tựa game thứ hai nhé. Tắt Liên Quân này. Genshin Impact. Với Genshin thì đây, cũng là chế độ performance nha. Sorry các bạn nha, nãy chưa tải full, chờ mất chục phút. Mình sẽ để lên mức cao nhất nha, 2GB này. Và để 60fps để xem mà chơi có ok hay không. Cái phần motion blur mình sẽ tắt đi. Chỉnh ban ngày cho sáng sủa nào. Ôi, gì đây? Bữa vào đánh nhau rồi. Rất mượt nha các bạn. Toàn 60 này. Nhưng mà ui, vừa khựng phát xong. Vừa mới khen cầu. Cho mày nóng lại liên tục này. Ngoài pha khựng ban nãy ra thì trải nghiệm rất là phê nha. Toàn 60 luôn. Châu thế không biết. Ok, em ấy đã hy sinh. Quên. Nãy giờ chưa đo FPS. Sorry. Nhưng mà đây, được 3 phút rưỡi thì thẳng tắp mà. Mình sẽ chuyển sang khu vực khác xem sao nhé. Đây, sang bên sa mạc này xem nào. Cũng là Sumeru. Bắt đầu có hiện tượng tụt xuống 5x. Nhưng mà các bạn lưu ý đây là map Sumeru nha.
Nó ra mắt cũng chưa quá lâu, đôi khi nó không ổn định bằng so với cả các mắt khác. Đây rồi, đôi giày. Vẫn rất mượt luôn. Nhiệt độ của máy thì có ấm hơn, nhưng mà vẫn chưa thấy khó chịu. Đấy. Úi trời 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 trời. Mẹ ghê gớm đấy. Ok, nói chung map này thì vẫn quá ngon lành. Mình tiếp tục chuyển sang khu vực khác. Đó, thì đa số các lần bị tụt giảm FPS là do mình dịch chuyển thôi. Uầy, nhưng mà bây giờ là bắt đầu cảm thấy nhiệt độ nóng rồi đấy. Bắt đầu tay cảm thấy hơi khó chịu một chút. Em mày viền kim loại mà. Băng thì chúng ta sẽ dùng lửa. Hay ạ, có vẻ không ăn thua. Cũng chơi băng luôn cho nó sợ. Ây da. Ui chà. Thôi xong. Một skill chết luôn. Con quái này vãi trưởng nhỉ. Rồi, có vẻ đánh con này hơi quá khó khăn. Mình lại té thôi. Và sau kế chuồn là thượng sách. Ok, vậy là mình đã chơi được khoảng hơn 40 phút trên chiếc máy này rồi. Nhiệt độ của máy thì cũng khá nóng nha. Chết sạch cả nhân vật. Nhiệt độ phía mặt trước này khoảng 43 độ C. Phía mặt sau. Mặt sau thì tầm 41,5 nha. Khung viền. Khung viền thì khoảng 41 hơn. Còn đây sẽ là biểu đồ FPS. Ba cái lần tụt giảm này thì là do mình dịch chuyển các bạn nhé. Còn lại thì chơi rất là ok luôn đấy. Thi thoảng tụt xuống 5x thôi, không đáng kể đâu. Hy hữu lắm thì có một lần xuống 4x. Wow, nhìn chỗ này nó thẳng tắp luôn này. Trung bình sẽ là 59,4 FPS. Sau khoảng 43 phút chơi game này, bây giờ thì máy còn 64% pin. Ok, vừa xong thì mình đã test game trên chiếc Xiaomi 13 Pro với con chip Snapdragon 8 Gen 2. Lưu ý là mình đã xóa roi xe của máy nha. Kết quả thực sự rất là ấn tượng luôn. Chơi Genshin Impact nhưng mà biểu đồ FPS rất ổn định, thẳng tắp. Vậy thì các bạn thấy sao về chiếc máy này? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Cũng như link mua kèm nó tại Mobile City. Mình sẽ để dưới phần mô tả và bình luận game của video. Giờ thì xin chào, bye bye.